Hello, mời cả nhà cuối tuần đi ăn phở Holic nha các bạn. Phở Holic, nói tới phở là người ta nghĩ ngay tới phở Holic, là quán phở nổi tiếng ở đây các bạn ơi. Nói chung dân ở Cali nghe nói Holic là người ta biết rồi. Rồi, mà quán phở này rất là nổi tiếng ngay tới đến Việt Nam luôn các bạn ơi. Nhiều người ở Việt Nam người ta cũng đã nghe tiếng quả phở Holic này rồi. Nếu mà tới quận Cam nha, phở Holic bây giờ được mở rộng thêm 2-3 quán nữa. Rồi, ok, mình vô nha. Mời tìm phở nè, đó, cái khung cảnh phía trước thấy là đẹp không? Nếu mà mình không muốn ngồi bên trong bị gò bó thì ra bên ngoài, không gian thoáng mát bên ngoài luôn. Các bạn hãy ngồi bên gỗ đó, bên cái bàn gỗ đó. Nhưng mà có một điểm mình rất là buồn ở đây, tại vì quán phở quá ngon như đó, người ta xếp hàng dài. Ngay cả chị em bà con dòng họ mình từ Việt Nam qua cũng chưa được ăn phở này, tại vì mình làm biếng, xếp hàng mệt quá, xếp hàng đông nghẹt. Rồi nếu mà xếp hàng mà 2-3 người á thì cũng có bàn available cho mình, nhưng mà nhiều người 5-7 người trở lên á, tới cái phiên mình á thì mình cũng phải chờ tiếp, tại vì người ta không có dọn bàn rộng đủ cho mình ngồi 5-7 người một gia đình, càng lớn thì càng lâu đó. Các bạn thấy đông nghẹt, xếp hàng dài luôn, nhưng mà phở thực sự là rất là ngon các bạn ơi. Không phải mình quảng cáo cho phở hay gì đâu, mình kênh mình nấu quắc, nhưng mà mình nói để cho khách hàng ai mà muốn tới ăn á thì rất là ngon, rẻ nữa các bạn. Phở Holic công nhận rẻ, rẻ mà ngon, mà rẻ ngon mà nhiều. Đó là thực sự một cái tô nó bự như này, gọi là tô xe lửa. Không biết cái từ tô xe lửa đó ở đâu mà ra mình cũng không biết nữa, nhưng mà đó là chính thức cái tên của nó các bạn, chứ không phải kêu giỡn nha. Đây các bạn thấy đông nghẹt không? Trong này có phở đủ thứ nha, phở đuôi bò, phở sườn bò, phở lưỡi bò, nói chung cái bộ phận bò con gì, bộ phận con bò có gì thì có đó. Ok, các bạn thấy không, quá trời đông luôn. Đông nghẹt đúng không, đông nghẹt. Mỗi lần đi ăn phở là phải xếp hàng các bạn ơi. Mình thì cũng hơi làm biếng cái việc xếp hàng lắm, nhưng mà cái lâu lâu phải ăn. Đây, đây là phở lưỡi bò nha. Đó, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. Đó là bởi vì từ bên Úc qua đó. Rồi mà thưởng thức, nghe tên tuổi bên đó rồi. Ok, quán phở rất là ngon, rất là nổi tiếng ở đây luôn. Nói tới phở Holic thì chắc ai cũng biết hết, mà ai cũng đã từng ăn qua nếu mà ở quận Cam này. Đó. Rồi mình review chút xíu, giống như là ai mà lỡ tới quận Cam thì cũng nên ăn một lần cho biết. Đó, có cái bảng giá đó các bạn ơi. Đó, mình xin nói lại một lần nữa là chỉ có một cái, một điều là sắp hàng hơi mệt thôi. Đó, một điều đó thì mình hơi phiền thôi, sắp hàng dài. Nếu mà đi 2-3 người, 4 người trở lại thì ok, có thể có bàn liền. Nếu mà sắp hàng tới lúc mình. Còn nếu mà nhiều hơn thì hơi bị khó, hơi bị lâu, người ta phải xếp bàn cho mình hơi bị lâu chút xíu. Ok, tô phở ra các bạn, ngon lắm, ngon lắm. Rau cỏ có, đặc biệt ở đây có rau ôm nha. Mấy tiệm phở khác mình chưa thấy mà rau ôm rất là ngon luôn. Tô phở Holic nha. Tiệm phở này làm ăn rất là tốt luôn á. Để mở thêm hai cái chi nhánh nữa, một cái ở Garden Road, một cái ở South Coast Plaza, ngay cái chỗ mà thị tứ, chỗ mà cái mall buôn bán. Một cái chính của nó là Bonsa. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.